đo dây nó quan trọng giống như là đo giày. Thực ra chơi nhảy dây rất là đơn giản, các bạn có thể tập ở mọi lúc này, tập mọi nơi này, tập bất cứ khi nào các bạn mong muốn, và thời gian tập luyện ngắn nhưng đạt hiệu quả lại cao. Đây cũng là một trong những lý do mà vì sao mà nhảy dây trong thời gian vừa qua đang trở nên rất là hot, không chỉ ở Mỹ này, châu Âu này, và giờ lan sang cả châu Á rồi. Những cái gì các bạn cần chuẩn bị thì rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần là một bộ dây nhảy, một đôi giày thể thao nhé, và ưu tiên càng nhẹ càng tốt, càng êm càng tốt với những cái bạn mà mới bắt đầu tập nhảy dây, và một chút động lực thôi là các bạn có thể bắt đầu bộ môn này rồi. Câu hỏi đặt ra là vậy thì chọn dây nhảy như thế nào dành cho người mới bắt đầu? Thì trên thị trường nó có rất nhiều loại dây nhảy, rất nhiều loại dây nhảy luôn, từ siêu nhẹ này cho đến siêu nặng, từ siêu tốc độ cho đến siêu chậm. Vậy thì với một cái người mới nhảy dây ấy, thì cũng như là một người mới tập lái xe thôi, thì các bạn không nên chọn những cái dòng siêu làm gì cả, và các bạn hãy chọn một cái dòng nó hết sức là bình thường thôi. Mình khuyên các bạn luôn là hãy chọn dòng dây nhảy thể lực, bởi vì nó không quá nhanh, cũng không quá chậm, không quá nhẹ và cũng không quá nặng. Nó rất là thích hợp và phù hợp để cho một người mới bắt đầu tập chơi nhảy dây. Chọn cái dòng dây nhảy thể lực 200g hay là 300g thì nó còn tùy thuộc vào cái sức khỏe hiện tại của các bạn. Nếu các bạn cảm thấy các bạn đủ khỏe thì các bạn hãy tập dòng 300g ngay bắt đầu, ngay từ khi bắt đầu. Còn nếu không thì hãy bắt đầu bằng dòng 200g. Đấy, rất là đơn giản như vậy thôi. Thì về cơ bản nó đều là dây thể lực thì các bạn đều có thể chơi nhảy dây rồi. Và dành cho các bạn nào nếu chưa có dây nhảy thì đừng quên truy cập vào website www.choinhoi.com để đặt cho mình một bộ dây nhảy nhé. Đừng quên nhập mã giảm giá để được giảm giá 10% cho mỗi cái đơn hàng của các bạn. Và trước khi các bạn nhảy ấy, thì các bạn cần đo dây. Đây là một cái khâu mà mình thấy rất nhiều người đã quên, không để ý đến nó. Thì mình hướng dẫn nhanh gọn cho người mới bắt đầu như sau. Các bạn dẫm chân đây vào giữa dây và kéo căng cái tay cầm lên như thế này. Và các bạn đo dây làm sao để mà cái phần dây trắng này này nó chỉ đến cái khuôn ngực của bạn thôi, cụ thể là đến cái đầu ti. Đấy, dành cho người mới nhảy, đây là một cái cách đo dây cực kỳ là an toàn dành cho các bạn mới tập. Thì các bạn hãy đo như vậy. Đấy, còn dây nào dài quá các bạn cắt bớt đi. Cái đo dây này rất là quan trọng. Nếu các bạn đo chuẩn, các bạn sẽ nhảy chuẩn ngay từ đầu. Còn nếu các bạn đo chuẩn mà các bạn nhảy mà cảm thấy dây bị ngắn thì chứng tỏ rằng cái phần kỹ thuật của bạn đang bị chưa được chuẩn lắm. Đo dây nó quan trọng giống như là đo giày. Một đôi giày chuẩn các bạn sẽ đi tốt hơn, chạy tốt hơn. Và bây giờ thì các bạn sẽ phải tập như thế nào? Với những người mới bắt đầu tập nhảy dây thì các bạn hãy tập cái động tác nhảy căn bản. Đó. Đó, đây chính là động tác basic jump dành cho người mới bắt đầu. Các bạn cần phải để ý những cái kỹ thuật gì khi các bạn tập cái động tác này. Một người chưa biết gì về kỹ thuật cả thì bắt đầu tập cái động tác này, các bạn nếu các bạn tập đúng nó rất là tốt cho các bạn về sau này. Mình chỉ có một vài cái lưu ý như thế này để các bạn có thể bắt đầu này. Thứ nhất là tư thế tay này. Mình thấy rất nhiều bạn sử dụng cả cái cánh tay để quay dây như thế này, mà thay vào đấy thì các bạn chỉ dùng cái cổ tay của các bạn để các bạn quay tay thôi. Đó. Và phần cái khuỷu tay này này, các bạn để sát hông như thế này, chứ không phải là dang rộng như này nhá. Các bạn dang rộng như thế này sẽ rất là tốn lực, nên các bạn hãy thu gọn cái phần khuỷu tay này sát vào với hông này. Đấy, ít nhất là như thế này. Đấy là về kỹ thuật tay. Cái thứ hai, đấy là về kỹ thuật chân. Chân khi các bạn nhảy, các bạn không nhảy quá cao. Đặc biệt là với người mới bắt đầu nhất, nếu các bạn ban đầu các bạn nhảy quá cao ấy, mà nhảy nhiều ấy, các bạn rất dễ bị chấn thương do cái cách tiếp đất của bạn nó chưa được êm cho lắm. Và đấy là lý do vì sao mà mình khuyên các bạn là hãy chọn những dòng giày nó êm một chút để các bạn bắt đầu cái bộ môn này. Thì kể cả khi các bạn nhảy tiếp đất, các bạn chưa tiếp đất được chuẩn lắm ấy, thì các bạn cũng sẽ đỡ đau hơn. Thứ hai, động tác chân đấy là gì? Mình thấy rất nhiều người mắc một cái lỗi động tác chân, đấy là các bạn thường nhảy hai lần nhảy chân cho một lần quay dây qua. Rất nhiều người đã tập như vậy. Thì mình không nói đây là cách tập sai, mà mình nói đây là cách tập mà nó chưa được tốt, chưa được tối ưu. Tại vì sao? Các bạn nếu mà tập như thế này ấy, thì các bạn sẽ mãi chỉ nhảy được như vậy thôi, không thể nhảy nhanh hơn được, mà nó tạo thành một cái thói quen xấu. Thế nên là nếu bạn nào mới bắt đầu tập chơi nhảy dây, các bạn hãy lưu ý vấn đề này. Chỉ nhảy một lần nhịp tay quay qua người và đồng thời bật lên một lần thôi thì nó sẽ tốt cho các bạn về lâu về dài. Và khi các bạn tiếp đất, cái phần
đầu gối này, các bạn hãy hơi bend nó xuống một chút. Đấy, như thế này. Đó. Đấy, mình làm hơi trùng xuống tí để các bạn dễ nhìn. Đấy. Nhưng mà thực ra khi nhảy thực tế thì không cần trùng đến mức thế, chỉ cần hơi trùng thôi. Vì sao? Đấy gọi là tránh tình trạng khóa khớp gối khi các bạn tiếp đất. Nếu các bạn cứ thẳng thẳng như này, nhảy thẳng xuống tiếp đất thẳng như này thì các bạn sẽ bị khóa khớp gối và các bạn tránh nó khóa khớp gối ra. Đấy. Một câu hỏi đặt ra nữa đấy là những người mới tập thì tập khoảng bao lâu thì phù hợp? Thì nó không có một cái quy định thời lượng cụ thể nào cả, bởi vì nó phụ thuộc vào sức khỏe, thể chất của từng người một. Thế nhưng mà mình sẽ đưa ra một cái lịch tập mà có lẽ là nó phù hợp với những người mới bắt đầu. Thực ra cái lịch này nó an toàn cho các bạn. Đấy chính là mình khuyên các bạn hãy tập từ 2 đến 3 buổi một tuần mà thôi. Mỗi buổi từ 10 đến 15 phút. Đấy. Tập như vậy thôi để cho các bạn là thích nghi dần với cái bộ môn này. Tránh tình trạng là các bạn tập mới ban đầu mà các bạn tập có thể sẽ bị sai kỹ thuật chẳng hạn, thì các bạn có thể dẫn đến chấn thương nếu các bạn tập quá nhiều. Và cái thứ hai đấy là các bạn có thời gian để các bạn thích nghi với cái bộ môn này, cho cơ thể của bạn thích nghi đi. 1 đến 2 tuần, thậm chí là sau khoảng 2-3 tuần đi, các bạn hãy lắng nghe cơ thể của mình để xem là cái khả năng đáp ứng của cơ thể mình đến đâu. Nếu nó có thể đáp ứng tốt thì các bạn có thể là tăng cái số buổi tập cũng như là tăng cái thời lượng tập của mỗi buổi tập lên tùy ý, không vấn đề gì cả. Có lẽ là tầng đấy kiến thức đã quá đủ cho một người mới bắt đầu rồi. Thế nên là mình xin được phép dừng clip này tại đây. Và lời khuyên cuối cùng dành cho các bạn mới tập đấy là gì? Hãy jump, forest, jump. Hãy nhảy đi, hãy tập đi, hãy cứ mắc sai lầm đi. Rồi các bạn sẽ từng bước các bạn sẽ tiến bộ lên theo từng ngày. Đấy là điều mà mình muốn nhắn nhủ. Ngay cả bản thân mình, thời gian đầu mình đã tập sai rất là nhiều. Nhưng hậu quả là gì? Hậu quả là một ngày mình vẫn cứ tiến bộ thôi. Một ngày mình sẽ vẫn nhảy tốt và đạt được cái kết quả mình mong muốn. Đấy mới là mấu chốt của vấn đề. Ok, còn giờ thì xin chào. Mình đi uống cà phê đây.